Alo, chào các bạn. Thì hôm nay Hoàng tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa Học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa thi là 229. Đây là mã đề số 4 trong khóa thi này. Phần thi các bạn gồm có 4 phần, đó là Windows, Word, PowerPoint và Excel. Được chưa? Thứ nhất là phần Windows. Windows người ta yêu cầu bạn trong cái thư mục gốc làm việc ha. Thì ở đây Hoàng sẽ tạo ở download hoặc đất command, cái nào cũng được nha. Giờ sẽ hoàn tạo ở đất command. Được chưa? Gia cầm và thú nha. Giá chuột phải new folder gia cầm. Giá chuột phải new folder thú. Rồi, trong gia cầm thì gà, vịt, thì thú là sư tử và cờ. Gia cầm, giá chuột phải new folder gà. Giá chuột phải new folder vịt. Còn đối với cái thú thì nó là lấy chuột phải new folder cờ và sư tử, tức là bạn tạo thư mục thì bạn cứ lấy chuột phải thôi đó. Rồi cờ và sư tử nha. Tìm và sao chép hai tập tin có kiểu là SES và kích cỡ nhau 1 KB vào thư mục gia cầm đó. Ok, thế đây các bạn lưu ý nè, vô máy computer hoặc PC gì đó nha, chấm s i s đó và nó yêu cầu bạn là phải nhỏ hơn 10 KB nha các bạn, nhỏ hơn 10 KB. Thì bạn thấy nè, đây là những cái thư mục nha, chứ không phải là tập tin nha, người ta yêu cầu là tập tin nha các bạn. Này chưa có nha, đây nhỏ hơn 10 KB đó, đây một cái nè đó, đây, mới một cái thôi. Đa số là dung lượng thì khá cao ha, 8 nè. Yeah. Đây thấy có hai cái này nè. Đó, đây là một cái là 8 KB nè. Và cái ở trên nè, đây, được chưa? Đó, và cái yêu cầu nó là TSES nha. Có kiểu là SES. Đây. Đâu rồi? Đây. Một là 12 bay nè. Đó. Được chưa? Rồi ở đây là quá lớn rồi, đây quá lớn rồi. Đây tìm được một cái nè, tìm được cái nào mình copy cái đó cho trước nha. Đây đem vào cái thư mục là gia cầm ha các bạn, đem vào thư mục gia cầm một cái. Rồi kiếm được một cái nữa rồi. Mười kilo b nhỏ hơn 10 kilo b nha các bạn, lưu ý là nhỏ hơn 10 kilo b nha. Này ở trên nó kiếm trên này rồi, đây mở này nó là tới đây 12 b nè. À mở này như mình mới chép rồi thì phải. À, đúng rồi, mình chép rồi. Này, cái đuôi này nó hơi hơi khó kiếm nha. Đuôi hơi khó kiếm. Này, ở đây nhiều hơn nè. 10 kilo b nha các bạn. Đa số là nó tới mấy chục kilo b không à. Nó hơi ít. Nó hơi mình tìm thì nó hơi nhỏ hơn. Này mình ha. Nó có cái đuôi nó nhưng mà nó tới mấy trăm kilo b không à. Thì chú không có cho mình tím một cái khác nó tương tự. Được chưa? Nó mà thấy dung lượng nó rất là lớn. Đây, 2
3 kg đây, nhưng mà không phải đuôi đó. Này ra chắc là mình phải dùng khác thay thế các bạn, ở đây mình không có à. Cái này nó 3 phẩy mấy mê, không phải là kilo bê đây, không đúng luôn. Rồi, để tiết kiệm thì Hoàng sẽ dùng một cái khác thay thế nha các bạn. Thì ở đây Hoàng kiếm được có một cái là 10 kg thôi. Đó, nhỏ 10 kg, còn lại là trên 10 kg không à. Hoàng dùng một cái đài nó là 14 kg nha. Rồi. Rồi. Hai cái nha. Rồi giờ các bạn lưu ý nha, do kiếm không có nên Hoàng dùng một cái khác tương tự nha. Kích cỡ nó cũng khoảng mười mấy, nhỏ, lớn hơn chút xíu. Rồi. Hai tập tinh kiểu, tìm và sao chép hai tập tinh có kiểu là INF và có nội dung là chứa cái chữ là MI vào thư mục gà, tức là cái đuôi nó là INF nhưng mà cái trong cái đó có cái chữ á, trong cái tên đó các bạn có cái chữ MI nó, thì mình sẽ kiếm như thế nào đây. Tại MI này có thể bắt đầu hoặc là kết thúc được rồi. Bây giờ thầy sẽ giải sử nó bắt đầu trước đi. Rồi đây thầy sẽ kiếm theo kiểu này, đây chữ M chữ Y dấu sao nó chấm chấm gì đây, INF nó, tức là Hoàng giả sử cái trường hợp này á là cái chữ mi này nè nó nằm ở đầu đó, rồi nằm ở giữa nữa này không tính nha, nhưng mà thường cái này nó nằm ở đầu nhiều hơn. Rồi kiếm coi nó có không. Thì nó hơi lâu một chút xíu, tại đây là những cái chuỗi tìm hơi khó, tương đối hơi khó hơn so với những cái khác. Rồi thấy sợ thì các bạn vô DPC hoặc mày không biết tơ bạn tìm nha. Rồi có thể là không có luôn. Đây nãy giờ mày chưa có ở đây các bạn coi đó, tại vì cái này chữ em y á, thường thì chữ em y thì ít ai đặt cuối lắm, ít ai đặt cuối lắm, nên Hoàng sẽ đặt ở đầu và phía sau nó có những cái chuỗi khác chữ gì đó. Được chưa? Nó bắt đầu kiếm nè. Đó, cái đuôi nó là IFI. Đó bạn có đó mà, nhưng mà ngoài sao nó có lóc nữa này. Đây. Đây có hai cái nè các bạn. Đó, có hai cái này nè. Đó, nhưng mà yêu cầu người ta là phải là ok, không có nói. Được chưa? Bây giờ mình sẽ lấy hai cái đây, một cái 5,77 nè. Nhưng ba cái này nó giống nhau nha, nên mình phải chờ thêm. Rồi, các bạn thấy ba này nó giống nhau. Đó. Có MI rồi đó, và có gì, có cái INF rồi, nhưng mà nó ở đây ba cái này giống nhau nên mình xong có sao chép được. Nó giống tên với nhau, nó giống tên với nhau được rồi. Đó, tại vì nó nằm ở khác thư mục thôi nên nó không bị trùng tên, nhưng mà khi bạn copy qua thì nó sẽ bị trùng tên đó. Đây là một cái là ở Windows, một cái là ở Style 32, một cái nữa là Windows nhưng mà trong cái thư mục đó là Windows XS đó, các bạn thấy. Rồi, chịu khó đợi thêm chút xíu. Tuy nó là gì, nó nằm ở ba thư mục khác nhau nhưng mà nó đều có cái tên giống nhau, nên bằng khi sao chép qua một chỗ á, thì nó sẽ bị trùng tên và nó báo lỗi. Được chưa? Rồi thôi, con cái copy cái trước đi, Ctrl C đem qua cái thư mục gà, Ctrl V. Rồi mình sẽ kiếm thêm một cái nữa nha. Coi coi nó có chưa, nó khá là lâu nha các bạn. Tại vì ở đây là những cái đuôi nó là lạ, được chưa? Nó ít có trong cái máy tính của mình nên kiếm nó hơi lâu hơn. Còn khi thi á, thì thầy cô sẽ cố gắng đợi cái thư mục đó, đợi cái tập tin đó ở trong cái máy tính sẵn cho các bạn để bạn tìm cho nó dễ. Nha, nên bạn yên tâm cái phần đó nha. Được chưa? Tìm sẽ không đến nỗi lâu như vậy đâu. Tại vì cái này là những cái đuôi này ngẫu nhiên rồi đem vô máy hoàn kiếm cái nên nó có thể hơi lâu chút xíu. Được chưa? Rồi. Rồi máy hoàn không có nữa rồi đó, chỉ có vậy thôi. Thì bây giờ một là bạn đổi tên, bây giờ hoàng sử dụng cái này Ctrl C được rồi, nhưng mà hoàng dán vô đây lập tức là bị lỗi nha, nên hoàng sẽ dán vô ở bên đây trước và hoàng sẽ đổi tên, xóa bớt ở đây một cái chữ gì đó đây, hoàng bỏ một chữ được chưa, hoàng lấy lại cái phần sau thôi được rồi. Nên tạo cái một cái tên nó khác được rồi. Tạo cái tên nó khác
Đây, thì dạng này mới được. Tức là họ bỏ phần cái clip phía sau này, được chưa? Để cho nó được cái phần dữ liệu của mình. Rồi sao chép các tập tin trong cái gia cầm vào thú. Được chưa? Sao chép của gia cầm vào thú. Đây. Gia cầm nè. Ctrl C nè. Vào thú nè. Ctrl V nè. Rồi. Đổi phần mở rộng một bất một trong hai thành BAK. Đây. Lít chuột phải, rename là cách nhanh nhất. BAK. Rồi. Nén cái thư mục thú thành thú.zip và lưu ở thư mục gốc. Được chưa? Thú.zip và lưu thư mục gốc. Lít chuột phải, atcho. Ở thư mục gốc ở đâu? Đã comment này luôn. Nên thú.zip là đủ rồi. Ok. Rồi. Tiếp tục. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục thú. Các tập tin trong thư mục thú có hai tập tin chỉ đọc thì lít chuột phải rồi bên tay read only apply ok được chưa? Đây là câu cuối cùng trong phần window. Mời các bạn vào phần Word, mình có những vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất vẽ một cái sáp. Ở đây có thể là nó không cần Word Art các bạn, nó tăng cả chữ lên thôi, in đậm lên thôi. Được chưa? Đem vô đây. Huế này là Word Art nha. Đây, Word Art nè. Vẽ cái sáp ra. Rồi là hai cái này chia làm hai đều nhau, rồi cái hình, rồi bây giờ mình dưới cái bảng ở dưới, ồ là hết rồi. Bây giờ mình sẽ làm từng cái. Đầu tiên vẽ một cái sáp ra và đem chữ Việt Nam vô. Đây, ở đây thì hoàng thường nó hoàng sẽ enter xuống một cái để tạo ra khoảng trống cho đây. Insert vẽ cái sáp nó ra các bạn. Đây, cái sáp nó đây, được chưa? Nó, rồi cái sáp này các bạn thấy nè, nó có thể nhỏ lại chút xíu đây, rồi. Và Việt Nam gì đây? Đó, Việt Nam đến với kỷ lục mới đây. Ctrl X. Hàng lít chuột phải. Asset nó vô. Ctrl V. Được chưa? Đó. Rồi, sau đó ở đây các bạn lưu ý nè. Bạn sẽ chọn Format nè. Watch hoàn chọn chế độ nó là Stop Bottom để cho đẩy chữ xuống dưới luôn. Để cho nó không bị dính. Rồi. Ở đây Việt Nam thiên nhiên nè. Rồi. Ở đây các bạn thấy nè. Nó in đậm lên. Home nè. In đậm lên nè. Nó tăng chữ lên chút xíu nè. Đây. Rồi nó canh ngay giữa nè. Đó. Được chưa? Rồi. Ở đây các bạn thấy nó có thể lớn hơn nữa. Thì bạn cho lớn hơn chút nữa. Được chưa? Muốn lớn. Đó. Rồi. Tiếp theo. Chữ Huế. Word Art. Rồi. Vẽ một cái insert. Một cái sáp tiếp ra. Cái sáp. Đây. Tiếp tục. Hoàn toàn chế độ nó là top bottom luôn, đẩy dưới nữa. Rồi Huế này là Word Art. Insert nè. Word Art nè các bạn. Một cái kiểu nào cũng được các bạn. Rồi đem cái chữ Huế vô đây. Đó. Rồi bây giờ kiểm tra màu. Này đổi qua màu xám gì đó. Thì bạn muốn đổi thì bạn vô Format nè. Đây là màu nền nè. Đổi qua màu xám gì đó. Được chưa? Rồi Việt Nam này nó là gì này? Màu trắng. Người ta là màu đen. Thì bạn vô cái gì? Đây, đây là màu nền của này, đổi trong đây cũng được, hoặc qua thẻ home cũng được. Rồi, chữ Huế này các bạn thấy nè. Chữ Huế này nó ở trong đó là chữ nó là màu xanh, nền chữ là màu xanh thì cho nó màu xanh đi. Rồi, đây. Đó, ở viền ngoài là màu trắng, đây là viền màu trắng nè. Rồi, cái này nó là màu gì đây? Màu xanh nhạt luôn, đây là màu nền nè các bạn. Đây. Ok. Còn cái đường viền nó là màu màu trắng xám. Đây là viền này. Màu xám xám đây. Rồi. Sau đó có bóng. Phía sau. Sodo đây. Cái bóng. Rồi bạn muốn tùy chỉnh gì nữa thì các bạn chỉnh ở trong cái đây. Cái show option. Bạn ngồi chỉnh kích cỡ rồi kia ở đây. Cái độ bóng nó đặt như thế nào. Rồi bạn quay lên quay xuống thì nó ra sao. Bao nhiêu phần trăm đây. Nó tăng và nó quay hướng nào. Được chưa? Mình chỉnh những cái thông số ở đây. Rồi. Tiếp tục ở đây các bạn thấy nè. Ở đây mình sẽ chia cột làm hai, khớp mọi miền. Đó. Design layout 216 thì nằm ở layout nha. Đó. Column. More column. So. Line between. Ok. Rồi ở đây các bạn có thể dư một khoảng trống nè. Kéo lên nè. Để cho nó sát lại.
Yeah, còn nó bị nhảy rồi thôi. Ở đây muốn không di chuyển thì các bạn có thể nhấn group nó lại bằng cách quét tròn, được chưa? Group ở trên đây đó, hoặc là click chuột phải cũng được. Sau đó bạn nhớ chọn chế độ nó là top top bottom để cho đẩy xuống, được chưa? Rồi ở trong đây thì nó nằm ở trong đây rồi, nhưng bạn kỹ hơn thì bạn có thể group lại luôn. Đây, cái chữ này trong máy test rồi nó khỏi nha. Rồi bây giờ nè, ước tính ban đầu ở đây các bạn thấy nó canh đều ha, và 1.5 like. Để biết được 1.5 like hay gì đó chỉ có cách là bạn giải được nhiều thôi. Bar graph single 1.5 like, được chưa? Rồi canh đều trong thẻ home, canh đều đây các bạn. Rồi tiếp tục là cái này ước tính là xuống 3. Rồi từ festival cho đến mô hình, từ festival cho đến mô hình đây này, in đậm lên. Rồi chữ ước này là insert nè, rocap 3. Rồi tiếp tục, cái chữ D này được rocap 3 luôn, chữ D này insert rocap 3 luôn. Rồi cái này các bạn thấy nó dùng đây thì các bạn coi coi Thừa Thiên Huế cái hình đem lên, cái hình đem lên nhưng mà nó có chữ Thừa Thiên Huế ở dưới thì Hoàng sẽ insert nè. Hoàng ra một cái test để cho Hoàng nhấn giúp luôn, đặt ở đây. Rồi ok, rồi bây giờ cái chữ nó là chữ Thừa Thiên Huế, giờ đánh chữ Thừa Thiên Huế vô. Rồi sau đó bạn coi coi nó đặt nguyên cái này trong một cái khung. Rồi bây giờ nè, cái này hồi kéo lên đây, ok, kéo giữa chút xíu, rồi bỏ cái khung nó đây, đây là màu khung nè, màu viền đây. Rồi ok, rồi nguyên này nó được giới hạn trong một khung lớn ngoài, insert dễ thêm một cái sáp lớn ngoài, cái text box cũng được. Rồi đặt nó hết vô đây, được chưa? Đây là màu nền, bỏ đây. Viền thì nó là cái viền này, chút xíu mình đổi sao, hoặc là bạn tự đổi, đổi luôn ở đây cũng được. Đây đường nó đường lớn chút xíu đó, và đường nó đường đôi đây. More like kiếm nó không có thì vô đây more like kiếm, đây đường đôi đây. Rồi bây giờ nhóm lại một nè, ở trong nè, rồi về bạn có thể là gì đây. Rồi bây giờ hoàn cho cái hình này nằm ở phía dưới coi, bị hai tab coi, yeah. Đây chọn một nè, hai nè, rồi chữ với cái hình không được thì bây giờ cái khung trước nè, đến khung ngoài coi nó không cho ha, yeah. Vậy thì bạn không có nhúng rúp được, bắt buộc phải làm từ trái rồi. Rồi hằng đẩy cái khung này vô trong. Chế độ format where nó nhóm không được thì bây giờ mình làm từ từ. Rồi rồi nếu không thì hẳn đưa khung lên trước đây, format where đẩy qua xung quanh. Rồi cái hình này đưa vô, rồi cái chữ đưa vô, ok. Rồi này có thể kéo xuống chút xíu, chữ này kéo xuống, rồi hình này kéo xuống. Rồi này nó canh đều rồi, enter đi để cho nó canh trái lại, được chưa? Rồi cái này thì qua đây nữa thì bạn tự điều chỉnh thôi chứ không có gì hết. Rồi tiếp tục ở dưới này là cái bảng gồm có một dòng, hai dòng, ba cột, hai dòng và ba cột ha. Cái bảng gồm hai dòng và ba cột đây, insert table hai dòng,
ba cột. Rồi cái này Ctrl X, mình gửi sao Ctrl V. Rồi cái này còn chỗ, rồi Ctrl X Ctrl V, đem nó vô nha các bạn, Ctrl X Ctrl V X V. Rồi sau đó cái này được có gì đây? Rồi nó có những cái biểu tượng đầu dòng thì bạn vô cái đây là những biểu tượng đầu dòng đây nó. Rồi đây là thông tin biểu tượng, nó là biểu tượng khác chút xíu, mũi tên này đó, tức là bạn chọn biểu tượng thay thế thôi chứ không gì hết. Rồi canh đều, rồi thông tin liên quan phát sinh mới đây. Đấy chưa? Cái này bạn có thể tăng cơ chữ lên, quật ở trong đây để cho nó không có tăng quá nhiều cơ chữ lên, không có tăng quá nhiều. Rồi tăng chữ nó lên. Rồi màu khung canh ngay giữa gì đó ở đây, ở canh ngay chính giữa ở đây nó. Rồi ở đây có tô màu thì design nè, bạn chọn màu nè các bạn nó, được chưa? Rồi đóng khung ở ngoài thì đây, sau đó bạn chọn dùng cái viết này vẽ hoặc vô border style cũng được đó. Đây border style nè, toàn đường ngoài nó một cái đường kho tâm nè, cái đường nó là cái đường gì đây, mình quan sát coi nó đường quay vô trong đây, được chưa? Tất cả được quay vô trong, được chưa? Table được không ạ? Đó, tất cả đường quay được quay vô trong ha. À hình như nó ngược ngược rồi đó, đó thì bạn đổi cái đường này cho nó giống ha. Giờ hàng này đổ qua đường khác nè, nó ngược lại nè, hàng này nó ngược lại nè, thì bạn lấy cái đường phía dưới nè, nó chết vô nè, đây nó cho nó giống nè. Ok rồi, được chưa? Thì ở đây các bạn thấy nè, nó hết rồi. Giờ màu thì thay vì dùng màu xám thì bạn dùng màu vàng nha. Rồi các bạn qua câu tiếp theo, đó là phần Boboy. Boboy thằng này thì người ta phần văn bản thì các bạn tự đánh vô dùng hoàng nha. Boboy, đối với Boboy thì phần văn bản thì các bạn tự đánh dùng hoàng nha các bạn, được chưa? Thì đây là một Boboy trống ha, thì bạn tạo đánh dữ liệu được cái vô đó, được chưa? Nó tùy thuộc vào cái đề như thế nào, bạn đánh dữ liệu cho phù hợp, vẽ thêm các insert, các text box đồ kia đó, các shape đồ kia đó, nếu nó thấy thiếu gì đó thì bạn làm cho giống đề bài người ta yêu cầu. Còn hình nền thì bạn vô design nè, bạn chọn những hình nền có sẵn ở đây, được chưa? Nó hoặc là bạn click chuột phải, bạn chọn background, format background thì ở đây cũng có picture, bạn lấy hình nền nào đó vô bạn muốn, ở ngoài vô tùy theo bạn nha, được chưa? Rồi đó là cái phần văn bản các bạn tự lấy vô nha. Được chưa? Tiếp theo là cái người ta yêu cầu các bạn đó là gì đây? Người ta yêu cầu bạn ở đây, người ta yêu cầu bạn là size 2 tự động xuất hiện size 1 và 3 giây. Được chưa? Thì có nghĩa là gì? Các bạn vô transition nè, chọn size 1 nè, bạn chọn transition. Bạn vô after, bạn chết này lên 3 dùm hoàng. Đó, chết này lên 3 dùm hoàng nha. Đó, thì có nghĩa là cái ở đây người ta ngoài là cái thời gian chỉnh chiếu của size 1 là 3 giây, thời gian chỉnh chiếu của size 1 là 3 giây, hoặc là size 2 xuất hiện size 1 và 3 giây cũng là một câu. Rồi câu số 2, người ta yêu cầu bạn là hiệu ứng chuyển động cho từng đối tượng trong size. Có nghĩa là vô size đây các anh chị nhấn Ctrl A, các anh chị vô transition, các anh chị chọn những cái hiệu ứng này, hoặc các anh chị add animation, các anh chị chọn ở đây cũng được. Nhưng mà thường vô thi nhé, bạn nhấn Ctrl A cho ngôi sao màu xanh là đủ rồi. Size 2 cũng vậy, Ctrl A ngôi sao màu xanh là đủ rồi. Được chưa? Rồi câu số 3, các bạn lưu ý câu số 3 là hiệu ứng ở mỗi size khác nhau. Có nghĩa là hiệu ứng xuất hiện của slide. Hiệu ứng xuất hiện của slide, các anh chị vô trans chọn size, các anh chị chọn transition, chọn hiệu ứng ở đây. Trong transition, show this slide, size 2 cũng vậy. Chọn size 2, chọn transition, chọn hiệu ứng. Được chưa? Đây là phần Boboy, nó chỉ có vậy thôi. Và mời các bạn qua phần cuối cùng ở trong phần đề thi hôm nay. Đó là phần Excel. Rồi đây là dữ liệu, được chưa? Rồi bây giờ Excel người ta cho các bạn gì đây? Rồi, nó sao người ta cho yêu cầu giải thích các bạn nè, đơn giá mỗi phòng phải dựa vào số phòng và tính ở bảng thời. Đây, số phòng đây, số phòng người ta số sẵn đây, đơn giá thôi. Nó thì ở đây các bạn dùng đó là VLOOKUP dò thôi nha các bạn. Nó bằng VLOOKUP. Thì trị dò các bạn lưu ý nè, trị dò nè, giá này bên đây nè, nó là số nha. Nhưng mà số này các bạn lưu ý, nếu là số thì các bạn dò nè, đây quét bảng nè, nó quét bảng đây F4 chấm phẩy trả về cột số 3. Được chưa? Đây là cột 1 nè, đây là cột 2 và đây là cột 3. Nhưng mà cách dò các bạn lưu ý nè, đây những cái mã phòng nè, cái số phòng này nó giống nhau nha, tuy là số không liên tục nhưng mà đây là những cái trường hợp đặc biệt. Được chưa? Cái trị dò và bảng dò nó giống nhau nên cách dò bạn phải là chính xác for. Được chưa? Đó thì đây là bảng đơn giá, các bạn sao chép công thức số ha.
Dạ, rồi. Loại phòng VIP và loại thường. Loại phòng là VIP và loại thường. Đó. Và loại phòng thì bằng if nè. Đó, nếu nếu gì các bạn? À, đây. Loại phòng VIP. Đó. Đây rồi. Nếu là if. Hình thức thuê gồm loại VIP, loại dịch vụ và loại thường. Loại VIP, loại dịch vụ. Này. Chờ để coi kiểm tra lại nè. Loại dịch vụ này không có dấu hỏi ở đây nha. Nó bị dư nè. Rồi, loại VIP và loại dịch vụ đây. Đó, tức là những cái nào là trống thì nó là loại thường. Còn nếu là chết bên loại dịch vụ thì nó là dịch vụ, còn loại là VIP. Được chưa? Số ngày ở người ta là đi trừ đến bằng 1. Đó. Yeah. Số ngày ở bằng ngày đi trừ ngày đến cộng 1. Người ta nói gì làm đó, đừng suy nghĩ gì nhiều. Rồi. Cho xuống. Rồi, tiếp tục. Định dạng theo dạng ngày tháng. Ngày đến. Theo dạng ngày tháng, ngày đến, ngày đi gì đó. À, định dạng hai cái luôn, list chuột phải. Format cell. Đó, cách đơn giản nhất ở đây các bạn là đây đây. Đó, gạch hoặc sẹt tùy các bạn. Đó, nếu hai số, nếu hai chữ M nó là hai tháng thôi. Đó, nếu là xin lỗi, nếu là hai số M, nếu hai chữ M thì nó là số tháng. Còn nếu 3M là chữ viết tắt và nếu 4M đó là viết đầy đủ. Được chưa? Bài này người ta không nói gì hết, người ta nói sao đây các bạn? Người ta nói định dạng ngày tháng thôi. Đó, ngày tháng thì bạn tùy bạn ha, chỉ có ngày và tháng thôi. Đó, nhưng mà dấu người ta là dấu sẹt nên mình đổi thành dấu sẹt. Đó. Được chưa? Ngày sẹt tháng này. Tháng người ta không nói gì hết thì bạn có thể nói là tháng số thôi cũng được. Nó hoặc là đầy đủ cũng được. Được không ạ? À? Đây. Rồi. Tiếp tục. Phí dịch vụ. Tiền phí loại VIP hoặc tiền phí dịch vụ nhân với số ngày. Nó đây loại VIP. Phí dịch vụ bằng tiền phí loại VIP hoặc và tiền phí loại dịch vụ nhân với số ngày ở. Ok. Và người ta nói làm sao đây? Giải thích nè. Phí dịch vụ VIP bằng 20% thuê. Phí dịch vụ thường nó bằng 10%. Phí dịch vụ là không là loại bình thường. Đó. Đây, tức là bạn tính ra cái tiền thuê phí dịch vụ. Đây. Đây, phí dịch vụ đây bằng if nếu cái loại này là bằng x thì bạn sẽ lấy 20% bạn đem nhân cho cái đơn giá thuê của một ngày. Ngược lại nếu cái loại dịch vụ nè mà nó bằng x thì bạn sẽ lấy cái 10% bạn đem nhân cho cái đơn giá thuê, ngược lại là không 2x. Thì đây là bạn sẽ ra được cái phí dịch vụ của một ngày. Đó. Và bạn đem nhân cho số ngày ở. Được chưa? Này. Các bạn. Đề bài người ta nói rằng nếu cái loại phòng là VIP thì nó là 20% cái đơn giá. Được chưa? Đây. Cái phí dịch vụ nó là 20% của đơn giá thôi. Nếu là dịch vụ bình thường, đó đây, nếu là loại dịch vụ thì 10% giá thuê, còn nếu là loại bình thường thì nó là 0%. Đó đây. Nên đây lý do tại sao Hoàng dụng gì đây? Nếu cái VIP đây bây giờ nó bằng x. Đó thì nó là 20% nhân cho đơn giá thuê. Còn nếu cái loại dịch vụ nó bằng x thì nó là 10%, ngược lại là 0. Và tất cả cái này ra được con số, sau đó em nhân cho cái giá số ngày ở, số ngày ở. Được chưa? Rồi, bạn sao chép công thức số.
Rồi. Ở đây người ta cho có một cái tổng thì bạn sum ở trên xuống thôi. Rồi, sum trên xuống rồi. Rồi, tiếp tục. Tiền thanh toán bằng đơn giá thuê nhân số ngày ở cộng phí dịch vụ. Đây, tiền thanh toán bằng đơn giá thuê nhân số ngày ở cộng phí dịch vụ. Tại vì phí dịch vụ này người ta quy định là cho nguyên toàn bộ những cái ngày luôn, ta tính ra luôn. Tại vì nãy các bạn thấy nhân cho số ngày nữa, nên đây mình cộng vô. Đó, ta nói sao thì mình làm vậy thôi các bạn, đừng có suy nghĩ gì cao xa hết. Kéo xuống. Rồi, cái này có thì mình là sum. Giờ sum của con trên này xuống. Enter. Rồi, tiếp tục. Sắp xếp tăng số phòng, giảm tên khách. Quét khối. Không quét cái tổng nha. Đó, tăng số phòng, giảm tên khách. Data sort. Số phòng tăng, tên khách giảm. Được chưa? Có sử dụng tiêu đề nên check metadata. Rồi, số phòng tăng, tên khách giảm, có tiêu đề check metadata. Ok. Định dạng 1000 đồng cho cột thanh toán. Đây, thanh toán 1000 đồng. Để chụp phải format cell kho tâm thăng chấm 123 do máy hoàng sử dụng là dấu hàng ngàn là dấu chấm nha các bạn. Được chưa? Nên hoàng đánh dấu chấm. Còn nếu máy bạn sử dụng dấu phẩy thì bạn đánh dấu phẩy. Còn khi chấm bài thì nó sẽ tự động chuyển theo dấu mà thầy cô chấm bài các bạn. Rồi, lập bảng thống kê. Này, tổng tiền thanh toán theo VIP dịch vụ và thường. Đó, tổng tiền thanh toán của VIP là của dịch vụ và của thường. Đây, vậy sao đây? Thì mình dùng điều kiện nó là sum if thôi. Này điều kiện nó hơi không có kéo được bằng sum if. Nó đầu tiên nó là render điều kiện. Ví dụ là điều kiện là VIP. Đó thì đây mình quét cục VIP. Apple chấm phẩy. Nó có chữ x vùng tính tổng. Đó. Enter. Yeah. Cái này hoàn cho nó format cell có chữ ngàn đồng luôn nha. Yeah. Thăng chấm 123 chữ đồng. Nó chút xíu cộng 3 này lại ra được 10 triệu mấy thì mình đúng. Rồi dịch vụ. Đó, dịch vụ thì cũng là sum if. Con này Apple chấm phẩy. Nó chữ x. Rồi, vùng tính tổng Apple Enter. Đó. Rồi, giờ hoàn định dạng cho chữ đồng luôn nè. Rồi. Rồi, sử dụng phân cách hàng ngàn là đủ rồi. Rồi. Đây luôn. Ok. Ở đây chút xíu mình cộng lại ha. Đó, sum này lại. Rồi, bây giờ bình thường. Bình thường. Đó, bình thường là gì đây? Là ba trường hợp này. Nhưng mà làm sao giải quyết nó đây? Nó bây giờ gì không lẽ là cái điều kiện bằng lần này. Đó, đây. Vậy đây. Được không ạ? Bây giờ bình thường thì mình phải làm sao, tức là những ô trống. Nhưng mà ô trống á bằng quét cột nào. Đó. Nếu cột này thì bạn lại thiếu trường hợp này. Nếu bên đây để thiếu trường hợp này. Đó, được không ạ? Nên bây giờ mình phải chú ý nè, mày chú ý nè. Chú ý nha. Còn nếu mà anh luôn hai cột luôn. Hai cột luôn. Thì bạn coi chừng, bạn dễ bị sai. Đó, nên bình thường ở đây tổng tiền thanh toán của bình thường. Nên ở đây mình sẽ có hai phương án. Phương án đơn giản nhất, bạn lấy tổng này nè, bạn trừ cho hàng này, đó, mình sẽ ra được cái bình thường. Rồi cái thứ hai, nếu không cái thứ hai á, mình làm thì nó phiền lắm. Đây, đó, đây cái phí dịch vụ của bạn nè,
Đó, nó bằng không. Đó, tức là một cái nữa các bạn, tổng gì? Tổng cái phí dịch vụ nó bằng không, tức là gì? Nó không có tương ứng với trường hợp còn lại. Đó, thì bây giờ Hoàng sẽ làm hai cách cho bạn thấy cái đáp án nó giống nhau. Thứ nhất là Hoàng sẽ lấy cái tổng này, Hoàng đem trừ cho cái sum của hàng này. Đó, ra 3 triệu 6. Cái thứ hai, Hoàng dùng sum if. Sum if. Cái điều kiện của Hoàng ở đây nó là cái phí dịch vụ F4 nói sao nó lớn hơn không, đó điều kiện là lớn hơn không đó, và tổng tiền ở đây F4 đóng còn lại Enter đó, và lớn hơn không này các bạn đặt trong kép dùm Hoàng là tới 6 triệu mấy luôn rồi, 6 triệu mấy luôn. Ồ. Ủa sao sao mấy ta? Ủa luôn nó bằng không các bạn. Nó là không, nhầm nhầm. Tại mình không phí dịch vụ mà các bạn, không phí dịch vụ. Không phí dịch vụ nha các bạn, nên nó bằng không nha. Đó đây. Đó, tại vì bài này yêu cầu không phí dịch vụ, anh sửa đổi các bạn nha, cái chỗ điều kiện là tại vì hồi nãy á, là anh tìm ra gì? Tổng của hai cái này cộng lại phí và dịch vụ cộng lại. Cộng lại thì ra được 6 triệu mấy. Còn này mình đang tìm gì? Đang tìm cái bình thường. Bình thường tức là ngoài trừ hàng này. Nên cái điều kiện ở đây mình là con số 0 này nè. Là con số 0 này nè các bạn. Là con số 0 này nè. Nên điều kiện này bạn đánh bằng số 0 dùng hoàng. Sửa lại chút xíu nha. Rồi, bạn xong vấn đề. Đó, được chưa? Đây là cái cách giải quyết. Thì mình có hai cách. Thì bạn nhắc lại. Cái thứ nhất là bạn lấy cái tổng này. Bạn trừ cho hai cái này. Hoặc là bạn dùng cái gì? Cột phí dịch vụ này bạn làm điều kiện. Và điều kiện đó là bằng 0. Được chưa? Và đây là câu cuối cùng trong cái đề thi của các bạn, trong cái đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, khóa thi 229, mã đề 4.